em ạ. Đấy, sắp đến Trung Thu rồi. Hôm nay mình lên bàn với team Trẻ Trâu Khả Năng là chuẩn bị thực hiện một cái thử thách là làm lồng đèn Trung Thu mới là mặt lạ đấy. Anh em nào có thích cái thử thách này không? Đấy, chuẩn bị Trung Thu rồi, mình tự làm, mình tự đeo, tự đi cầm đèn nó hay hơn. Đấy là mua. Ô, sao hôm nay ở sân này vắng pé nhỉ? Trẻ Trâu đâu hết rồi nhỉ? Mà hôm giờ này chúng nó đang phá tanh bành cái sân của mình rồi. Ui ôi, ôi cái gì đây, cái gì đây? Sân này chui hết ra kia làm gì? Ai em? Hung ghi á? Cấp mấy đồ chơi rồi, cả kiếm của anh rồi. Kiếm gì? Kiếm may gáp này. Ôi chết rồi, cái kiếm đấy anh mua bao nhiêu tiền đấy? Giữ cái kiếm này ấy. Nó vừa vào xong à? Nó vừa vào xong. Thế mà đông như này, san này, bao nhiêu người này, Spiderman này không bắt được nó à? Nó khỏe lắm mà. Thế cái này là cái gì, mới mua à? Em mới mua ấy. Thế sao kiếm của chúng mày nó không cướp mà nó lại lấy mất cái kiếm Minecraft của anh? Ai đẹp gì lấy, con thấy nó đẹp. Đẹp á? Vâng, em vừa mua kiếm này. Ui giời, kiếm đấy anh bao tiền đấy? Thôi mày đem cho anh cái này đi. Vớ vẩn. À, hay chúng mày lừa anh? Không lừa không. Bọn này có lừa anh không? Có lừa không? Bọn này lừa anh đúng không? Thôi bây giờ như này nhá. Kê chúng mày là làm mất kiếm của anh, không là mượn kiếm Minecraft của anh. Em có mượn. Làm mất kiếm thì phải đen. Lên đây tưởng là như nào, bọn này không trông kiếm Minecraft cho mình làm mất cái kiếm mà kiếm mua bao tiền đấy anh em, tưởng đùa đâu. Thôi được rồi, bây giờ như này nhá. Có hai cái, đưa anh một cái là xong nào về. Không. Cái nó đi chung với một bộ anh. Thế sao lần trước mượn kiếm của anh không biết trông để nó lại mất. Em không mượn đâu, hơi bị xịn ấy. Kiếm gì đây? Iron Man, anh không biết cái nhân vật này à? Cái này là Iron Man. Đây hơi bị xịn ấy, em muốn đặt. Thử bón anh xem nào. Nhiều tiền lắm. Ôi ôi. Xịn chưa? Iron Man, nhưng mà cái kiếm này có sáng được không? Sáng được luôn chứ anh. Đâu, thử xem nào. Đây nút bật đây anh này. À, bật đi. Ôi ôi. Ui, xanh đỏ tím vàng. Kinh nhỉ. À, bản cao cấp chỉ có một cái duy nhất trên thị trường. Bản duy nhất à? Vâng, nó nói phét ít thôi. Iron Man người sắt anh ơi. Ừ, người sắt thì đúng rồi. Nói chung là gọi là cái này còn có cả đèn. Cái này bằng nhựa hay bằng ống cái gì đây? Nhựa. Nhựa thôi. Nhà nhựa cao cấp. Nhưng mà sao kiếm lại có nhạc kiểu súng máy bay chiến đấu rồi? Phải đây, em thích cài thôi. Thế em thử xem còn nhạc gì nữa khác không ạ? Chưa cài. Cài cái gì luôn, ông nói phét. Kiếm này tối đi cháy phối. À, thôi được rồi. Thế mày có cho anh mượn không? Anh không được. Đánh nhá, mày phải đèn anh, mày làm mất kiếm Minecraft của anh rồi. Phải anh chứ. Ờ, được, mày nhớ nhá. Ui giời. Thế còn cái này được không? Ui giời, hỏng rồi. Kêu được. Khiên kêu kiểu gì? Ôi, cũng hỏng lốt. Thằng Linh này chơi toàn cái đồ fake em ạ. Sai. Ôi, bình tĩnh. Anh mượn tí, anh chơi tí. Mày làm mất kiếm của anh rồi. Kiếm của anh là kiếm fake, nó lấy đúng rồi. Ờ, được rồi nhá, là sau đừng có mượn nhá. Anh nhìn em đấu kiếm cu Linh này. Đấu với cu Linh nhá. Chưa gì nè. À, thử xem nào. Ui, cu Linh có cả khiên kìa mà. Ui, nhưng mà kiếm này có phải là kiếm đấu đâu, bọn em đấu tí vỡ hay sao? Ui. Đấy, đúng rồi. Đấy, san gì ấy? Đấy, chúng mày đánh nhau san nó thu kiếm rồi. Ồ, san có biết múa kiếm không? San thử biểu diễn tí võ thuật, anh thưởng thức cái cho anh em fan thưởng thức cái nào. Ui, đừng. Ui, khét tỉa ơi, anh có làm gì đâu, mày dồn anh ra đây. Ôi giời, kiếm cũng múa được quạt cơ, san khét lẹt nhờ. Ôi giời, kiếm cũng múa được quạt cơ, san. Người nhận có liệu có múa được kiếm như kiểu san không? Thử thế nào. Ui giời. Khép nhỉ. Đấy, sao là trận chiến bắt đầu. Ui giời. San chấp một tay rồi anh em ạ. Ôi giời. Ui giời. Cuộc khi kiếm nhựa nhưng mà anh em đấu như kiểu Olympic quốc tế. Thôi được rồi, hòa. Đã bị dính trưởng rồi. Thằng Lam nó đi vắng rồi, mày cho anh mượn cái kiếm này một lúc, anh cho mày 2 lít. Không cho à? Ui rồi, Trẻ Trâu có cái món gì này? Ngoài kiếm ra lại còn có cả lô xo à? Đây, xem là cái gì đây? Của anh, của anh. Ôi, mắc rồi. Của thằng Pac-Man này còn đẹp hơn này, đây xem nào. Thôi anh này, anh đừng động vào. Mày kẹt xỉ mấy anh à? Đó, đưa anh xem tí nào. Anh Nam mua cho em đi. Rồi bây giờ chúng mày theo phe thằng Nam đúng không? Vâng. Được, chúng mày đi ra hết kia nhá. Lần sau nhá, tao có gì không mà tao cho. Anh em nhá, bọn Trẻ Trâu này dám khinh thường mình. Chúng nó mượn cái kiếm Minecraft màu xanh của mình ấy. Đấy anh em là xem mấy cái clip trước của mình thì biết. Đấy, xong là chúng nó lại làm mất. Xong bây giờ mình đòi nó đền, nó không đền, nó còn cãi trắng. Đấy. Bọn này nói chung là không thể chấp nhận được. Mà ok, chúng nó có mấy cái kiếm ánh sáng thì bây giờ mình sẽ ra mình mua cái quả kiếm ánh sáng nó đẳng cấp hơn về mình chơi, mình khinh thường bọn này luôn nhá. Ok anh em cùng chờ nhá. Yeah. 1000 years later. Đã có kiếm ánh sáng trên tay. Ôi sợi, tưởng mỗi mình chúng nó có kiếm ánh sáng à? Hôm nay giới thiệu cho anh em mình cũng mua một quả kiếm ánh sáng.
kiếm Iron Man, nhưng mà các bạn nhìn thấy chưa, cái con Iron Man của mình nó to đùng như này mà chứ ai bé tí như cái con của thằng Năm Ngố đâu, thế mà cũng tinh toe. Đấy, mở ra cho anh em xem nhá. Thấy chưa, hai quả mắt để trông nó sắc nét, nó đẹp như này mà trông giống y như kiểu Iron Man luôn chứ không phải fake fake như của Năm Ngố đâu. Đấy, quả tay cầm rất là to, rất là chắc chắn. Đấy, trên này là một quả kiếm, nói chung cái này bằng nhựa đấy anh em ạ, nó chỉ là bằng nhựa, nói chung là dùng nó an toàn lắm, không vấn đề đâu, để chơi thôi. Sợ anh em thấy mình trông giống như một kiếm sĩ hiệp chưa? Đấy, siêu nhân Iron Man kiếm ánh sáng. Mình sẽ bật lên xem cái ánh sáng của cái này là nó sáng kiểu gì nhá. Một đấy. Ui xời, nó nói cái gì nhỉ? Không sáng à? Sao cái này không sáng nhỉ? Hay là buổi sáng nhìn nó không rõ nhỉ? À, mình phát hiện ra rồi, cái này phải lắc lên nó mới sáng đây nhá. Đấy, thấy chưa? Anh em nhìn sáng chưa? Ui xời. Đấy, không quăng thì nó không sáng, nhưng mà quăng là nó sáng. Kiếm mình là kiếm cảm ứng, nó xịn hơn các bạn ạ. Lúc đầu mình tưởng không sáng, nhưng mà mình lắc lắc thì nó sáng. Đấy, có nghĩa là phải đấy, chiến đấu nó mới sáng, còn để nguyên là nó không sáng để tiết kiệm pin anh ạ. Mình thử vào chỗ tối, mình thử xem là nó có sáng chưa nào. Bây giờ mình sẽ lắc này. Úi xa. Chưa. Khen lẹt. Chưa. Quá đẹp luôn. Thấy bảo ai ở đây có kiếm Iron Man hả? Ai đấy? Kiếm này xịn lắm. Đâu đưa xem Iron Man nào. Đâu. Đây. Ui ôi này. Em nhìn xem trong hàng fake với hàng 1-1 nó như nào. Hai quả này giống nhau rồi đấy anh. Nhưng mà bọn em thấy kiếm thằng nào đẹp hơn? Kiếm anh. Đây này, nhìn phát sáng cái này này. Thấy chưa? Nhìn sáng chưa? Ôi. Đâu sáng chưa? Đâu sáng đâu. Xem thằng nào sáng hơn. Này nhìn nó xanh lè này mà. Thôi đi em ạ, cái kiếm Spider-Man fake này. Đây, anh em nhìn mặt xem thằng nào đẹp. Thằng nào đẹp hơn? Mặt thằng này đẹp. Em ra chợ em cũng thấy cái này nhưng mà nó đắt quá. Đừng có nói ra chợ nhá, cái này anh mua ở bên Dubai đấy, mày đừng có liên thuyên. À, San à, vừa ấy mày định dọa anh à nào? Ý gì? Mày nhìn cái kiếm xịn hơn chưa? À, kiếm này là kiếm gì? Kiếm America. À, San à, tuổi dê. Nhưng mà quan trọng kiếm đẹp hay không quan trọng à. Là phải solo. Solo cái gì? Anh solo mê không? Tuổi dê. Anh không có tuổi. Thích solo đúng không? Solo luôn. Đi vào đây. Nhưng Nam Ngố nha, chỉ phút mốt thôi. Kiếm thì kiếm fake. Đấy, Iron Man fake đây, trong khi kiếm mình Iron Man nó đẳng cấp này. Thứ nhất là về độ đẹp là em thua anh rồi. Thua thì hít đất 10 cái cho khỏe. Ok. Đầu mũi kiếm mà chạm vào thằng nào là thằng đấy thua. Hiểu chưa? Ok nào. Từ từ lấy ra cái kiêng này. Ôi thằng này nó chơi kiêng, anh em có đồng ý cho nó chơi kiêng không? Ôi. À, chúng mày phải phe Nam Ngố đúng không? Được. Với cái kiếm đẳng cấp của anh thì anh không bao giờ anh vướng cái kiêng của Nam Ngố. Nào. Anh chém này. Ui ui, Nam Ngố làm trò gì? Sai, tuổi dê. Mày chịu được không? Mày sao chưa? Vớ vẩn đấy, thu được 3 kiếm rồi. Em thấy đẳng cấp chưa? Từ một cây kiếm Iron Man của mình mà mình gọi là đã thu về được 3 cây kiếm. Anh em có thích đấu kiếm không? Không. Nói chung các bạn nhá, đây nói luôn là đây là mấy cái kiếm nhựa thôi, kiếm ánh sáng thôi. Cái này nó bằng mecha, nói chung là nó mềm xấu ấy mà. Để chơi cho vui thôi. Cho em mượn cái snap chơi thử. Ừ, cho em chơi luôn. Ôi giời ơi. À. Kiếm xịn. À. Cầm nó có lăng tay không? Sướng hẳn đấy. Nó khét luôn như gì nè. Tiện có mấy cây kiếm nhựa này tìm ra vua đấu kiếm luôn. Xem là San này, Pac-Man với Spider-Man là đối thủ nào là đẳng cấp. Ôi Lăng Ngố thua thì ra chỗ khác. Thấy yeah. San đấu với Pac-Man chưa nhá? Pac-Man sẵn sàng chưa? Ok. Đấy, có khiên mà không thắng được nữa thì... Ui ui. Ôi chết rồi. San nó cướp được hết rồi. Chịu thua San rồi. Thôi được rồi, yếu rồi, biết thua là tốt. Ê mày cố tí nữa San nó cho là vỡ hết mồm miệng. Ok. Ai Spider-Man hai kiếm hả nào? Thử chiến em ơi. Rơi kiếm rồi. Đã thua. Spider-Man đã thua. Ơi sai. Ui. Ui ui. Ủa thằng nào đây? Thằng này thằng nào đây? Tôi phải
không đi đâu. Không đi. Thằng này là thằng nào vậy? Thằng này như trong Minecraft. Ôi, cái kiếm của anh ai? Đúng rồi, kiếm anh. Ai? Ôi, không đi, hôm nay như thành Minecraft vậy em ơi. Trời, trời. Đưa quả kiếm, kiếm đặc cấp đi. Đây em ơi. Đây, đây. Ôi, ôi, dùng kiếm rồi. Kéo ra đi, nhé, kéo ra. Hả? Sao đây, chuẩn bị chưa? Lên rồi, xong đây. Quấn em vào. Anh hãy xuống hàng tao. Chạy này. Chạy rồi, chạy rồi. Rơi cả kiếm rồi em ơi. Lấy lại được kiếm rồi. Ui. Vậy rồi. Ủa chết rồi, nó làm gãy kiếm rồi. Thế nhưng mà thôi. Về hàn lại được, gắn keo lại được. Cất đi. Hôm nay tại sao nó lại bộ quần áo của Huggy đúng không? Em cũng không biết nhưng mà sao nó mặc cái mặt nó như kiểu của Minecraft đấy. Cái đấy nó đi in ấy. Cái đấy của Minecraft. Đúng rồi, Minecraft. Thằng đấy là thằng gì của Minecraft nhỉ? Sao nay nó lại thích đóng giả làm Minecraft à? Chắc thấy con đấy trong đấy mạnh mà chắc nó bảo nó dọa anh em mình. Chắc dọa. Nó dọa. Thế mà không lột được mặt nó ra. Ui giời. Thôi đi vào đi em ơi.